Xin chào các bạn, đây là video mình quay về Bình Dương, Bình Dương. Rồi bây giờ đang xếp hàng hết từ đây mà nó dài xuống tới xuống dưới đây luôn. Mãi là con dài tới dưới đó phần cỏ cây xuống chỗ này đi khám bệnh đó. Chỗ này đây còn người nào thấy đủ bệnh nhân mà đó. Đang coi đó. Đó. Đang ngồi đợi bệnh nhân. Nhà bệnh nhân ngồi ở đây ngồi đợi.